Ba cái lần mà con. Các anh đây đây còn hai cái kia cũng được. Còn cái mới đâu, cái mới đâu? Kêu Thành ra làm mấy con. Mấy đâu? Ném một. Đá đây, đá đây. Kỹ ra ngoài. Năm chục ngàn, 50.000. Dạ anh chị. Quay luôn, dứt luôn. Giang giữ bán lại đâu có người đâu mà chuyền giá. Giang lo đá đừng có la nha, la hết sức cũng được gì đâu nha. Bên Phước đây dễ đá, còn ngã thằng cánh đi kèm có đá, Phước đá đá cánh con đường ăn hơn. Đây, tiến lui vô. Giang đừng có vô giữa, có nghe thằng giò là vô giữa chi. Nem chột. Mượn bánh đi. Mềm cái bánh mềm hả con? Con bồn kìa thầu cổ, có hai cái đó, hai cái. Giang chạy nhiều vô. Ờ, nó mới mềm hả con? Bánh nó bị lúng. Chạy Giang. Thằng Phước mà bỉa ghẻ nó luôn hay vậy? Bỉa qua ào ào Phước nó theo con kịp đi. Lại rút cái ca ra đi. Đâu cảnh. Yeah. 50.000. Giao mở giao chứ sư. Gì? Chưa. Nãy giờ chưa mà. Giao đâu? Chưa. Gỡ nào không có nên một mà không cái đầu tiên bỏ Giang. Giang nè lui về nhận nè tiến. Chạy Giang ra mốt nó làm gì tốt gì. Nem chục. 50.000 trời ơi. Giang quay mặt lại thằng Phước dặn bán lướt Phước này lui về lấy này. Giang này. Dặn lại Giang. Chạy Giang. Lướt Phước đâu? Ây da. Bèo giờ hết sức rồi, đứng im đâu. Giang nhận về nhận bóng này. Lùa Quang Phước luôn, đi. Thằng Tiến đừng có chuyền giải, thằng Hiết nó tranh chấp yếu là thua. Phước ngon Phước. Chiên coi lại Phước. Ờ lộn, chia lại tiếng, đúng rồi, nhẹ vậy á. Giang, cứ rồi Giang. Ờ, ngon Phước ơi, ăn đi. Gác nem mụn như thua đá kỹ càng ghê đó. Không thành. Đang thua, đang thắng mà như tôi thua quá không? Béo lửa ghê không? Ờ, đang béo lửa ghê đó. Đang dẫn 4 bàn mà nó đá như nó đang thua. Mấy nhỏ này
Giang dễ mà anh ham cái kèo của Hồi lắm. Ham cái kèo của Hồi lắm. Bảo lấy một sầu ơi, bảo lấy một sầu ơi, xuống đây đi. Thua cái bàn này bỏ. Gà mốt bị Giang luôn. Gà mốt là bị Giang là thành công. Ý. Đây anh đây là thần tượng ra mốt mà dở nha, không biết đừng nói luôn. Kèm thằng đi bê la lại. Phước kèm đi bê la lại. Đây lên. Lên tiến. Sói vậy mà nó chặn bắn cái chuyền ngược lại hay nha. Ủa nó chạy đâu vậy? Đây tiếng đây. Nào Giang mở rộng ra cho anh tiếng nó chiên. Anh Lý. Demos bị đi bê la lại. Ừ y. Thằng đó đội trưởng sao á? Vậy Giang mở rộng ra. Sỏi em. Y bài. Đi quân. Y bài. Thua đâu. 50 ngàn. Nem hai. Mày. Nem hai gỡ đi. Nem ngàn nhân con. 50 ngàn. Nem hai. Bơ. 50 ngàn. Tao khỉ vô rồi. Mấy ông nậu. Khỉ cũng được. Khỉ thay Nga. Ơn cho dây thúng được. Đem hai Messi vô rồi mấy ông nậu. Đúng đầu. Ramos biết bài hết. Nói ê anh Ký. Ủa, sao chữ bạn vậy? Thằng gấu giờ nó bị con khỉ đâu. Ý á. Rồi thằng Phước nó bị con Giang là bên đó hết đường đâu. Rồi ăn đâu. Giang bây giờ là khó đón diễn đâu. Nè mốt nó bị đầu rồi. Đưa thằng Giang nó lùi cho thằng Phước cái thử coi. Giang dặn bắn lại. Rồi đi Giang. Hiết đi hiết. Đầu gà hết sức rồi. Phước chuyền gần gần lại đưa, hiết đừng có chuyền vậy. Phước biệt luôn ăn gà con luôn. Tự nhiên mình tiền đạo mà đá xấu rồi vậy. Đây, đập cho Giang nó đó, xử qua luôn. Đi, nhanh luôn. Đi, anh đâu? Phước hay ba Phước ư? Đà mốt, y bại ra mất. Chạy Giang, đâu? Nó chuyền hơn suốt vậy. Suốt. Ồ. Đầu tiên. Rà mốt ngon quá rà mốt. Đầu sai lầm, anh đi. Anh nói tim ngang. Anh đi. Anh chân tim. Chuyện ngang quá. Em nghe chân tim. Mày ở bớ. Chạy về bớ. Em nghe chân tim. Ồ. Giang chạy Giang. Đi luôn qua luôn. Em đi em đi. Đi luôn. Ý bài biết. Thằng
Công nhận à, thằng Phước nó bị giang hết đường rồi. Anh Bớ bây giờ anh biết sợ đâu. Anh Bớ bây giờ anh mất 50 ngàn anh ngán nào. Giang mở rộng ra. Đi Giang. Ôi thằng này. Ôi thằng Messi. À, Giang hết sức đâu. Giang chạy. Anh đâu? Đi lại khí nha, lại khí. Ờ, mang nhỏ hết sức đâu. Anh đi. Còn Mi mặt sau kia. Anh Bớ. Vậy lại biết cái gì phản công. Anh đâu? Ba. Anh ngồi không? Ồ, Bớ đâu vậy? Quăng quăng. Chạy Giang. Dạ. Ngon, ra mốt ngon. Anh Bớ giờ nó rung đầu be, nó mất 50 ngàn rung đầu. Ông Bớ mà từ đây cái cuối trận mà giữ sạch lưới là bù lại 50 ngàn á nha. Từ đây mà giữ sạch lưới tới cuối trận là được 50 ngàn là quê nha. Còn không á là thua nữa. Để vàng vàng thì mình trừ 50 ngàn. Vàng chạy rộng ra. Còn vàng đó. Tim ngà đâu chứ sao vẫn liên tục. Ờ. Muốn sao bỏ lại tim ngà. Gà ra bèo hết sức. Khỉ lên sâu quá vậy em kịp thua con. Thôi vậy vừa sổ nha rồi. Không có không có không. Bị thùng không luôn. Bị thùng không luôn. Ê Giang, theo ra mất luôn. Giang đứng trước. Đi. Giang hết sức ra đường sỏi vô. Giang mà đen ra mốt nó bị hết đường. Điện khỉ luôn. Rồi ra mốt y. Ra mốt bây giờ biết bàn phỉ luôn rồi. Kèm mạnh Giang vô. Đem hai máy ống nậu lượm cái ca lên tiếng. Lọt hả? Ủa sáng đá tiếp. Ừ. Ý nghĩa ngon ơi. Chặn lại. Chặn cái bánh lại. Chừng sáng đá tiếp. Sáng đá tiếp không? Có. Bây giờ thằng Quân đặt bé giờ này. Đêm đá kêu lại hay không? Không, đá với bánh cá giò. Lớp cá giò. Đâu không? Vô, Nam Thận. Ừ, ra mốt ngon á, Giang giờ hết. Đâu đâu. Thế Giang ha. Giang nghỉ ngơi đi. Nụ nụ. Thôi chưa? Ra mốt, đi luôn ra mốt. Gì? Đây. Chạy mệt, chạy dữ quá mà. Mệt rồi ra uống nước. Thôi đâu em chết anh. Chạy nhiều quá mà. Đó, anh máy theo cái bàn anh đừng vô làm gì. Đâu, sỏi anh đi. Rồi cái giò Giang đi. Giang mở rộng ra con giò chiên. Bánh giò. Bánh giò giờ hết sức đồng nha, thiết này. Bớ hút cỏ. Chạy. Rồi Giang lên, cho thủy nó chiên anh. Râu. Râu. Đây. Trời ơi, tiền đạo. Rồi tiền đạo ra sân được rồi. Tiền đạo ra sân được rồi. Hồi nãy nào lúc 10 ngàn tao? 1 ngàn á hả? Sao vậy? Ý hả? Râu. Ngừng 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 lại, không được, không tính. Ta lại. Đá phạt là chờ đồng rồi bên kia nó hàng rồi đó. Do không có trọng tài không có nhanh. Rồi chờ bên kia nó kêu rầu rồi đó. Giờ chứ không tao. Tao nói chuyện. Ôi tao vô kìa. Anh đi. Bị lung, bị lung, bị lung. 50 ngàn. Mà khó à. Ừ khó anh nha. Yeah, nó không nhận con bớt.
10 phút mà dèm ghép lại hết luôn. Mượn ba đi, 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 đi. Thế gà con nãy giờ hết xếp rồi. Gà con hả? Dạ. Dạ. Gà con. Nó quấn mày. Gà con. Thằng ghi hay kêu gà con được chứ mày kêu gà con nó ra nó chửi mày hả? Gà con sao gà con không? Hỏi anh Phước này nói cho nó nghe nói. Ờ, tụi bay nói đâu nói ra chặt đầu lắm. Tào lao. Chạy gà con. Chạy con. Gà con. Dạ giờ đuối rồi, dạ giờ đuối rồi. Đuối chết rồi, dạ đứng ngó rồi. Tiến vô thế gian nha, tiến. Thế gian. Chú Văn ơi. Ừ. Văn nha, mạnh lên. Văn chạy nó bắt bài hết. Xong. Rồi Văn ra cho thằng Tiến đi. Tiến vô Tiến. Ê bài. Xéo 2. Vô Thành.